năm ngoái nó có hiện tượng rồi, lúc bây giờ phải chảy sớm nhưng mà mấy tháng ông 9 đấy, mấy anh em ở Nghệ An chảy đấy. Túi này năm nay bao sướng hơn cả túi năm ngoái. Dày mà nó dai. Mưa đấy mày cũng vừa chân hiệp đấy.